Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một số chậu lan cát và brass vừa nở. Và cái chậu này hồi sáng này con đem vô để con quay clip nè, nhưng mà rớt một cái chậu ớt nung khác. Cái chậu ớt nung đang trồng nó bị rớt, nên con mới vừa thay vô cái chậu nhựa này lại nha cô chú. Và đây là chậu brass, một cái dòng brass xưa và hiện tại rất là hiếm ha. Và giá tiền của chậu này con bán nguyên chậu luôn á. Rất là nhiều thân nè cô chú, nhìn nè. Và đếm sơ sơ thì tầm khoảng 20 thân trở lên nha cô chú, rất là đẹp. Một dòng brass xưa ha. Mặt hoa này nhìn rất là đẹp nha cô chú. Và giá của chậu này rất là mềm luôn, bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá là 800.000. Mã số là mã số 1 nha cô chú, đây là một dòng cát xưa. Mã số là mã số 1 và giá tiền của nó là 800. Cái này là tầm khoảng 30 thân thôi chứ 20 thân là không có dễ giữ này nha cô chú, rất là nhiều thân ha. Và cái dòng này thì nó rất là dễ hoa. Mỗi lần mà nó lên mầm một cái thì nó sẽ cho hoa một lần ha. Đây là brass, đó, hoa rất là đẹp. Và giá tiền của nguyên giờ này là 800.000. Mã số của nó là mã số 1, 800. Và kích thước của giờ này là tầm khoảng có 22 cm nè cô chú ha. Giá rất là đẹp luôn ha. Cây rất là đẹp, đã xuống rễ rất là tốt nè. Đã xuống rễ nè. Và giá của nó cực kỳ mềm luôn. Giá của nguyên giờ này là 800.000. Mã số là mã số 1. Rất là ít người có giò với cái dòng này nha cô chú. Rất là hiếm người có cái mặt hoa này. Mã số là mã số 1, giá 800.000. Đây là hàng sưu tầm đó cô chú, mã số 1, 800. Và tiếp tục mã số 2 đó là một cái mặt hoa cát sưu tầm nha cô chú. Hoa này cát hoa to đó. Ba cánh là màu hồng và nó có ba cánh là hai cánh là nó màu đỏ nè cô chú, màu đỏ đậm rất là đẹp ha. Và ở cái lưỡi đó, cái lưỡi nào cô chú nhìn cái lưỡi rất là đẹp luôn á. Và giá tiền của giò này là 300.000, mã số của nó là mã số 2. Và tên của giò cát này là Sun God Delight nha cô chú, tên là Sun God Delight. Kích thước là tầm khoảng 35 cm. Và giá của giò Sun God Delight này bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá là 300. Mã số là mã số 2 nha cô chú. Cây này là mặt hoa rất là đẹp luôn á. Hoa nở rất là chuẩn và cái dòng Sun God Delight này nó rất là xiên hoa. Cho hoa rất là nhiều nha cô chú. Mặt hoa nó mới vừa bung luôn nè. Sun God Delight và mã số là mã số 2. Giá tiền của nó là 300.000. Cây cực kỳ khỏe nha cô chú. Đã xuống rễ rất là tốt rồi. Hàng này là hàng trồng thuần ha, được trồng bằng giỏ thông. Và giá tiền của nó là 300. Mã số 2. Mã số 3 nè, cái mặt hoa này nó nở không được đạt cô chú. Và cái cây này tên của nó là Rungnapha Fancy. Tên là Rungnapha Fancy ha. Này có người tên sẵn trên chậu nè. Rungnapha Fancy và giá tiền là 250.000. Và mã số của giò này là mã số 3. Kích thước đang về tầm khoảng có 23 cm nha cô chú. Rungnapha Fancy. Mã số là mã số 3 và giá tiền của giò này là 250.000. Mã số 3. 250.000 nha cô chú. Rungnapha Fancy mã số 3, giá 250. Và cái mặt hoa này nở không được đạt nha cô chú, chứ mặt hoa nó đạt nó bung ra rất là đẹp. Mặt hoa này chỉ mới hé thôi nè mà nở không đạt. Giá của nó là 250, mã số là mã số 3, đây là Rungnapha Fancy nha cô chú, mã số 3. Tiếp tục đây là một cái mặt hoa cát, cái mùi thơm của nó cực kỳ dễ chịu luôn cô chú, rất là thơm luôn á. Và cánh này là cánh rất là dày ha, cánh sáp, và cái cánh này là cánh sáp nha cô chú. Hoa này nở rất là lâu tàn nè, tại vì mặt hoa này là hoa cánh sáp ha. Thường thì cát thì cánh sáp thì rất là lâu tàn cô chú. Cánh rất là dày luôn á. Và cái giò này chỉ có đúng duy nhất một giò thôi. Mã số của nó là mã số 4, giá là 250 nha cô chú. Đây là cát sổ không biết tên. Dài tầm khoảng có gần 30 cm á, cây rất là đẹp ha. Đã xuống rễ rất là tốt của chú, hàng trồng thuần. Cái này có thể mình về là mình tách cái sơ dừa ra mình trồng lại nè, nó đang lên mầm rất là tốt nè cô chú. Tách sơ dừa ra và mình trồng lại bằng giỏ thông cây sẽ tốt hơn. 250 ha cô chú. Mặt hoa là mặt hoa sổ và giá tiền của nó là 250.000, mã số của nó là mã số 4. 250 cho mã số 4 nha cô chú. Nó năm nha cô chú. Và cái cây này cái mặt hoa của nó cực kỳ đẹp luôn. Và cây này là cây cát Nhật Thịnh ha. Nó hoa này là chỉ mới vừa hé thôi nè cô chú. Cái này nó bị chim mổ nó bị mất nhờ, bị nó có dấu nè, bị tật nè. Và cái mày hoa cực kỳ to, cô chú nhìn cái bàn tay con nè. Hoa này là đụng vô bàn tay là nó che mất cái bàn tay luôn. Hoa cực kỳ to ha. Giá là 220, đây là cát Nhật Thịnh. Và mã số của giò cát này là mã số là cát Nhật Thịnh, mã số 5 nha cô chú. Và cái mặt hoa này nó nở chưa bung là tầm khoảng 13 cm. Nó còn bung mà tầm khoảng 15-16 cm là chuyện bình thường ha. Kích thước cây đang dài tầm khoảng có 30 cô chú. Hoa này cái màu hoa cực kỳ đẹp luôn á. Giá là 220. Và mã số của giò cát Nhật Thịnh này là mã số 5 nha cô chú. 220.000 cho mã số 5. Cây rất là đẹp nè. Mã số 5, 220. Tiếp tục là mã số 6 nha cô chú. Cái cây này nó cũng là Sun God Delight luôn. Nhưng mà cái cây này, cái cây thân nó ít thân hơn cái giò mà nãy cũng mới quay 300. Cây này là Sun God Delight. Mã số là mã số 6. Kích thước cây đang dài tầm khoảng cỡ
nè, tầm khoảng 25 cm nè, còn có cái lá dài kia tầm khoảng 40, và giá tiền của nó là 220 nha cô chú. Đây là Sun God Delight, hàng này là hàng trồng thuần, hoa này nó chưa mới vừa bung thôi, nó chưa thẳng cánh nha cô chú, hoa rất là đẹp. Mã số là mã số 6, giá là 220 cho mã số 6 nha cô chú. Đây là Sun God Delight, mã số 6, 220. Tiếp tục là mã số 7 nha cô chú. Cái cây này là một cái mặt hoa sổ tại vườn của con. Cánh hoa này nè cô chú nhìn nè, đặc biệt ở cái lưỡi này, cái lưỡi này đang có viền nè, thấy cái viền không? Đó, mấy cái viền của nó nè, đó. Lưỡi này đang có viền, mặt hoa nó rất là đặc biệt luôn á. Lưỡi này là nó không có mắt gì trơn, chỉ có một cái viền rất là đẹp. Hai cánh này là hai cánh chồng bên nhau nha cô chú, và hoa cực kỳ thơm luôn. Đó. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con sẽ bán hướng cọng này với giá là 250.000 một hướng, chỉ có đúng duy nhất là một hướng thôi. Giờ này thì hướng này thì đang có hai cọng và một mầm này. Đây. Hai cọng và một mầm nha cô chú. Hai cọng con đang cầm trên tay nè, và một cái mầm ngón út của con, là giá là 250.000 đó. Đây là vàng lưỡi đỏ, mặt hoa là mặt hoa sổ cô chú, đây là một cái hàng lai, hoa là hoa sổ, lưỡi là lưỡi ống, và đặc biệt là có viền ở lưỡi rất là đẹp, màu vàng rực của nha cô chú. Và giá của nó là 250.000 một hướng. Mã số của cái hướng này là mã số 7, 250.000. Tiếp tục đây là chậu mini vàng lưỡi đỏ cô chú, mặt hoa rất là đẹp luôn á, và hoa này nó có hương thơm á. Và giá tiền của cái mặt hoa này với cái hàng bên con đang bán là 200.000. Mã số của nó là mã số 8 nha cô chú, giá là 200 cho mã số 8. Đây là các mini vàng lưỡi đỏ ha. Cái mặt hoa rất là đẹp luôn á, cực kỳ đẹp nha cô chú. Hoa là màu vàng phần tiền luôn á, và nó đang dài tổng khoảng có 30 cm. Giá tiền của chỗ này là 200 nha cô chú. Cái mặt hoa rất là hot á, và đặc biệt hai cái cánh nó có hai cái phớt nhẹ rất là đẹp nè. Giá của nó là 250.000 và mã số là mã số 8. Đây là vàng lưỡi đỏ mã số 8. Và đây là mã số cuối cùng nha cô chú. Đây là một dạng cát trung, và giá tiền của nó là 180.000 nha cô chú. Mã số của giờ này là mã số 9. Và đây là cũng là mã số cuối cùng nha cô chú. Đây là cát trung nó rất là đẹp luôn nè. Đó. Mã số của nó là mã số 9 nha cô chú. Giá là 180.000, mã số cuối cùng. Đây là một dòng cát trung ha, mã số 9. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú.